Thank you.
Đúng mắm là hai tuổi sáu. Cảm biết mua thấy cái sẽ phải thấy thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái là không bánh nữa, không nữa. Khả năng nó là không á. Này hơi lộ bóng này. Không nên nên đá phân năng. Không. Không. Thank you.
cái nấu cái này. Mấy nhiêu mà vậy? Dạ. Dạ. Mấy nhiêu xua rồi thầy phân thấm thấm ta nào hỏi? Thầy phân hạt miên đào. Phân ta miên ê bê bó nữa. Miên đào. Miên à? Dạ. Miên tinh dần. Một lô má đi. Đẹp. Anh nó ngừa xong nó cầm buồn rồi. Mà mới buồn bà hai bó đông. Ông cho măng rồi. Ông cho thầy nhắn con hai xe thì chưa thế. Đó là... Tổng bay nữa mà lại bay. Bây giờ còn chạy ngay cho ta chơi nữa mà chẳng không không đi xe mà thôi à phân phóng đá thì bố thì ghé cái vô tới à mà thông à vô tới nè mà nó vậy tới nên ai có xong xuống này mình nên nào mình có xong mặt bằng vậy tới xong xuống nó ăn hết tay chả nó ngay hú hú cho chân anh mà mắt không nên chân mơ vô mà nó bấy nó bấy lần mà kẹt ở đây bấy gì mà mình tay mà có lâu à mà mơm thì em mà